30 từ mùng 1 tháng 5 này, mua dàn âm thanh ở đâu là ưu đãi nhiều nhất, rẻ nhất? Mua tại Zika chứ ở đâu? 133 phố Trương Lâm, Long Biên, Hà Nội. Công ty Zika Audio luôn luôn chào đón các em đến để trải nghiệm trực tiếp. Còn đối với các em ở xa thì hãy xem video này sẽ thấy được cấu hình combo ngày hôm nay em giới thiệu đến các em. Đang trong dịp 30 từ mùng 1 tháng 5 được giảm giá lên 4 triệu đồng ạ. Với cấu hình combo cặp loa VK720 bass 40 ạ. Và cũng là fan của anh em đang tìm kiếm những dòng loa bass 40 công suất khỏe, hình thức đẹp thì hãy đến với Zika của em với cấu hình combo này. Giá niêm yết là 24 triệu, hiện tại Zika đang sale xuống còn khoảng 20 triệu gồm các thiết bị gì ạ? Như em vừa đề cập đến, đây là đôi loa VK720. Rất là gấu phải không ạ? Bass 40 công suất dao động từ 500 cho maximum 700. Và thiết bị thứ hai ở đây chính là chiếc đẩy lên VANX22 của DAC. Đây là bộ mic 321, chúng em đã ghép bộ mic này để cái độ nhạy cảm của mic rất là tốt, có nhiều tính năng công nghệ và đặc biệt con này là 4 dâu sóng rất khỏe nên là chúng ta đi lên cả trên tầng 2 chúng ta vẫn hát được karaoke nếu như chúng ta nhớ được lời bài hát. Rồi, ba thiết bị chính được phối ghép đồng bộ và ở đây chúng em ưu tiên cho các anh em khi mà đồng bộ hóa được các thiết bị trong một cấu hình combo nó sẽ có một cái sự tương thích lớn và cái việc mà sử dụng hàng chính hãng sẽ được đảm bảo uy tín và các anh em sẽ yên tâm hơn vì hãng đã có những trách nhiệm bảo hành cho anh em tất cả các sản phẩm đây 1 năm và Zika sẽ hỗ trợ thêm những gói bảo hành tiếp theo. Hãy đến với Zika cùng em với cấu hình combo này từ nay đến hết ngày 30/4 sẽ được khuyến mại ưu đãi đặc biệt từ 24 triệu xuống còn 20 triệu đồng. Ok, em sẽ đi vào test nhạc để các anh em có những người trải nghiệm nó hoàn hảo hơn trên cấu hình combo này nhá. Và dù năm tháng trôi qua Nếu có nhu cầu cần tư vấn sâu hơn về cấu hình combo này có thể để lại bình luận hoặc là số điện thoại nhé, chúng em sẽ trực tiếp liên hệ và xin chào tạm biệt và cảm ơn các anh em rất là nhiều.